Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong video về ôn thi chứng chỉ Microsoft Office Specialist dành cho ứng dụng Excel phiên bản 2016. Và với nội dung của video này thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần là Add or Remove Table rows and Columns, tức là chúng ta sẽ thêm bớt được các cái dòng hoặc cột trong cái chức năng Table của Excel. Và với nội dung của video này thì các bạn nên mở file thực hành có tên là 3.1.3 thêm bớt dòng cột trong bảng. Và trong cái bảng này thì chúng ta thêm bớt dòng cột như thế nào? Các bạn thấy là đây là một cái bảng Excel mà chúng ta dùng với chức năng Table đấy. Và với cái bảng dữ liệu này thì nếu mà chúng ta muốn thêm dòng cột thì trong trường hợp ví dụ như là tôi muốn mở rộng, tôi muốn thêm một cái cột ở ngay vị trí đằng sau cột phòng đây chẳng hạn. Thế nếu các bạn muốn thêm một cột ở đây thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần đứng vào ô H4 và chúng ta nhập cái nội dung thôi, cái bảng của chúng ta sẽ tự động to ra để nó có thêm một cái nội dung mà cho vừa viết thêm đấy. Ví dụ chỗ này tôi có khối chẳng hạn, chỗ này tôi sẽ nhập cái chữ là khối, sang Enter cái thì các bạn sẽ thấy là cái nội dung mà chúng ta vừa mới nhập xong và nằm ở sát bảng ấy, thì cái bảng của chúng ta sẽ được to ra và có thêm một phần nội dung đấy. Rồi thì nếu mà trong trường hợp mà các bạn muốn chèn vào giữa, ví dụ như chúng ta có cái phần thông tin về họ đệm, tên và họ và tên đây, sau chúng ta muốn có được số chứng minh thư trong này. Muốn có số chứng minh thư thì bình thường các bạn biết là sẽ chuột phải vào cột F xong Insert thì cũng được. Tuy nhiên là nếu mà với cái cách làm trong bảng chẳng hạn, ví dụ các bạn đang chạy ở phía dưới này đó, và cho muốn thêm một cái cột vào trước cột ngày sinh thì các bạn chỉ đơn giản là chuột phải vào một ô nào đó trong cái cột ngày sinh thôi. Sau đó thì các bạn vào Insert, các bạn sẽ có là Table Column to the left, thì chúng ta sẽ thêm được một cái cột vào phía bên tay trái của cái cột chúng ta đang đứng. Thì nếu mà cho nhấn Table Column to the left thì các bạn sẽ thấy ngay là chúng ta có thêm một cái cột mới chỗ này. Và các bạn có thể điền thông tin ở đây, ví dụ như là căn cước công dân, Enter. Vậy là chúng ta có thêm một cái cột thông tin để điền căn cước công dân hoặc chứng minh thư. Vậy là xong. Ngoài ra nữa thì có thể là các bạn muốn chèn thêm dòng cho một cái bảng ở đây chẳng hạn. Muốn chèn dòng cho bảng thì ví dụ muốn chèn 2 dòng vào trên dòng 89 này, trên dòng 8 chẳng hạn, thì các bạn có thể chọn là 89 ở đây. Không nhất thiết là chúng ta sẽ phải chọn 89 ở đầu như thế này. Các bạn có thể chọn 89 ở đây, xong chuột phải, chúng ta sẽ có Insert, chúng ta sẽ có là Table Rows Above. Thì nếu mà các bạn kích ở đấy cái thì các bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta thêm được 2 dòng ở trên cái dòng số 8, và như vậy là dòng 8, dòng 9 nó có ở đây, nó sẽ thành 2 dòng trống mới. Và đương nhiên là với cái 2 dòng trống mới thì các bạn hoàn toàn có thể viết được thông tin vào chỗ này. Và cái hay của nó ở chỗ là chúng ta thấy những cái thông tin đấy chúng ta thêm là thêm với cái bảng dữ liệu này. Nó không ảnh hưởng gì đến cái bảng dữ liệu ở phía bên tay phải của chúng ta ở đây. Và tương tự như vậy, nếu mà tôi có xóa 2 cái dòng đây thì tất cả phía bên này vẫn nguyên như cũ, tức là chỗ này cái bảng của chúng ta đang có là 9 dòng đúng không? Rồi thì các bạn có thể chọn nguyên 2 cái ổ chỗ này, xong chuột phải. Bây giờ không phải là chèn thêm nữa mà các bạn có thể xóa thì cho chọn Delete thôi, cho sẽ có Delete Table Rows. Và nếu các bạn chọn Delete Table Rows đây, các dòng kia nó sẽ bị xóa nhưng mà cái ô dữ liệu bên này vẫn nguyên như vậy và không hề bị ảnh hưởng. Cái việc đấy là giúp chúng ta có thể là thêm bớt được dòng cột vào trong bảng mà chúng ta yên tâm là không bị ảnh hưởng đến những cái bảng khác còn lại. Ngoài ra nữa, các bạn có thể xuống dưới cùng của bảng này. Tương tự như việc là chúng ta chèn thêm cột, thì nếu mà chúng ta có thêm dòng, ví dụ đây 176, 177. Nào, cho thấy là cái bảng của chúng ta đang kết thúc của vị trí này. Đây đúng không? Các bạn thấy là cái mấu có chữ L ngược chỗ này này. Đó. Cho biết là cái bảng của chúng ta kết thúc ở dòng 180 và cột Y. Thế nếu mà tôi viết thêm 177 và tôi nhấn Enter hoặc Tab thì đều được. Thì nếu các bạn thấy tôi Tab cái thì lúc đấy các bạn thấy được cái dòng của cái bảng này sẽ được to ra thêm. Tức là cái bảng của chúng ta sẽ tự động dần dần nếu mà các bạn cứ viết thêm ở phía dưới hoặc viết thêm bên cạnh. Thì lúc đấy cái bảng của chúng ta sẽ to ra thêm và có thêm những cái nội dung như vừa rồi. Như vậy là các bạn đã biết cách làm thế nào để có thể là thêm hoặc loại bỏ đi các cái dòng cột trong bảng. Nếu các bạn có thêm bất cứ vấn đề gì cần trao đổi thì có thể liên hệ với tôi theo các thông tin ở trên này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn.